Xin chào mọi người. Quý vị đang biết Thủy đang đứng đâu không? Thủy đang đứng tại Bangkok, Thái Lan, trước Siam Paragon. Đây là một cái shopping mall rất là lớn tại Bangkok. Bây giờ thì Thủy xin dẫn quý vị đi theo mình đi tìm một cái này rất là hay nha. Đó, xin chỉ quý vị đi theo Thủy nha. Đây. Đó, đây là bản quảng cáo của chương trình Party by Night 136 Touring. 40 năm hành trình Party by Night và vào thứ Bảy tuần tới và ngày 30 tây Chủ nhật. Quý vị xem nè, tóc tiên như Quỳnh, Kỳ Duyên, tất cả. Đây là con gái của Thủy với bộ đồ được trang, được design bởi Ngô Mạnh Đông Đông. Và đây là những nhà tài trợ Diamond Sponsor của Thúy Nga: BSC Travel, Nails of America, Lexor, D&D Gel, Dr. Sam, Dầu Gió Xanh Hiệu Con Óp, Mabi and Pier. Trời đang mưa quá, thôi mình đi vô trong ha. Đi theo Thủy. Đây là tầng trệt của Siam Paragon Center. Ở đây á, là mình phải gọi đây là thiên đường của đồ ăn, của food. Ai mà mê ăn thì phải tới đây. Mà tới đây không biết là ăn bao nhiêu món trên rượu. Cái này là toàn đồ ngọt không hả quý vị ơi? Thôi không dám ăn đâu, mập lắm. Rồi, ở đây quý vị thấy không? Gourmet eats, gourmet tức là những cái món ăn mà nó rất là chất lượng. Đây, quý vị theo Thủy nha. Đây, hàng chuối chiên đây. Thủy rất thích chuối chiên. Đóng hỏi quý vị ơi. Cái này lá dứa ngon quá. So good. Đây, mình phải coi cái này. Đặc biệt charcuterie, quý vị biết là gì không? Charcuterie là tiếng Pháp đó. Mình gọi là thịt nguội đó. Thì thịt nguội nó có đầy đủ ở đây, quý vị thấy không? Đây, có đầy đủ hết. Cái này mà buổi sáng mà mình mùa mình có bánh mì nóng á, mình mà ăn ngon lắm. Ok, thôi bây giờ mình đi ra ngoài đi nha. Ở trong này thì để cho mọi người tự tìm hiểu và tự khám phá. Đi theo. Hello mọi người, bây giờ Thủy dẫn mọi người đi xem những cửa hàng đồ hiệu designer của Siam Paragon. Mình đang đứng trước tiệm của Louis Vuitton. Ôi trời ơi, cái này đẹp quá. Đẹp quá. Quý vị ơi, Thủy đang đứng trước cái poster của Party by Night 136 hành trình 40 năm. Quý vị đi trong trong cái Paragon Hall này đó, Siam Center, đều thấy những poster này khắp nơi. Quý vị nên chụp hình và post lên Facebook nha. Hẹn quý vị vào ngày mai, chúng ta sẽ đi xem gì? Chúng ta sẽ đi xem các chuyên viên kỹ thuật chuẩn bị sân khấu như thế nào, ánh sáng như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ xem luôn cái rạp IMAX và nơi mà Đan Nguyên sẽ ra mắt MV vào ngày tối Chủ nhật. Hẹn quý vị ngày mai nhé. Thank you for watching.